cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Thí sinh Thanh Hoài. Bản thân mình thì hồi giờ rất là ít vận động, cho nên là khi mà mình chạy như vậy á, mình cảm thấy tay chân rất là đau và rã rời. Lúc đó mình cảm thấy rất là mệt, nhịp tim mình tăng lên rất là nhanh. Cái chân của mình trước đây á, ít phải vận động, vô trong đây á, phải tập luyện với cường độ rất là nhiều. Mở mắt ra là chạy bộ, tiếp tục lại tập gym, đến tối mệt mới về. Vốn gì ở nhà mình là con một nên mình cũng được cưng chiều rất là nhiều. Da của mình thì vốn gì nó rất là mỏng, và cái phần mà mang dây và chạy bộ liên tục như vậy nó cứ bị ma sát, và hai cái lòng bàn chân của mình nó bị bỏng và nó nổi nước lên hết. Hồi giờ mà cái chuyện gì bạn mình đều lo lắng hết, nhưng mà vô trong đây thì bản thân mình cảm thấy rất là tủi thân. Nhưng mà nhiều khi nghĩ lại thì đây cũng là cái giá nuông chiều bản thân quá nhiều. Nhiều khi cảm thấy rất là muốn bỏ cuộc, nhưng mà cứ động viên là phải cố gắng. Trong cái bài nhảy này, Hoài sẽ đóng vai là Baymax, một cái con robot. Gia Bảo thì sẽ là một cậu bé hay bị chán trường, và từ khi xuất hiện cái chú robot này làm bạn thì cậu bé trở nên yêu đời, vui vẻ hẳn lên. Khi có những người bạn mà bên cạnh mình yêu thương mình thì sẽ làm cho cuộc sống của mình cảm thấy hạnh phúc và ý nghĩa hơn. Quý vị dễ thương quá. Nếu như quý vị là tín đồ của phim hoạt hình thì chắc không thể không nhận ra đây là nhân vật Baymax, một chú người máy bằng hơi truyền năng lượng, mang đến cái sự cảm hứng cho cái người chủ tự kỷ của mình và cho anh ta cái niềm vui trong cuộc sống. Và xin mời giám khảo Lý Nhã Kỳ. Chị không biết là có phải là do em diễn cuối cùng và em nhìn áp lực không, bởi vì chị nhìn thấy em chưa toát ra được là chính mình, em vẫn còn bị hoang mang, em thiếu tập trung. Em hóa trang này đã rất là giống Baymax trong phim hoạt hình, nhưng mà về diễn xuất và động tác thì chưa rõ ràng. Chị hy vọng nếu có được cái cơ hội trong tập này mà em đi tiếp, em phải làm tốt hơn. Mời John. Em nói đúng, chính xác luôn. Gia Bảo cũng chọn mấy cái động tác phù hợp với em, nhỏ và chắc. Nhưng nếu mà em làm mấy cái động tác như vậy, em phải làm hết sức. Lúc nãy nó bị nhẹ nhẹ quá. Chưa cảm nhận cái sự bùng nổ trong cái bài này nhá. Xin cảm ơn John. Mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Em biết không, vòng nào cũng là vòng nguy hiểm hết. Nhất là mình nằm ở vị trí giảm cân ít nữa thì cần phải đưa ra những cái bài thi tốt nhất. Tuần sau phải tự leo qua bức tường đó, có những bài thi tốt hơn nữa. Thì khán giả và giám khảo nhìn thấy được cái sự thay đổi khác biệt của tụi em mỗi một tuần. Tại vì không ai biết mình sẽ ra đi lúc nào cả. Tụi em phải làm được hai cái yếu tố, giảm cân và bài diễn thật tốt thì mới có thể cứu được. Một trong hai cái nào yếu nó cũng đều bị rất nguy hiểm cho tụi em cả nha. Xin cảm ơn giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi phần cân nặng của bạn. Xin mời bạn. Quý vị và các bạn thân mến, đây là thí sinh có chỉ số giảm cân thấp nhất tuần qua. Cân nặng cũ là 99,8 kg. Cân nặng hiện tại là 97,6 kg. Và bạn giảm được 2,2 kg.
và nhận được 2,2%. Liệu thí sinh nào sẽ là thí sinh phải chia tay với chương trình tuần này đây? Bởi vì người nhận số điểm thấp nhất sẽ giải từ cuộc thi. Và quý vị khán giả đừng quên dự đoán xem tiết mục nào sẽ được giám khảo lựa chọn là tiết mục xuất sắc nhất của tuần bằng cách soạn tin nhắn BN khoảng cách, mã số, thứ tự trình diễn của tiết mục đó gửi về tổng đài 8369. Và quý vị sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng 10 triệu đồng đến từ chương trình. Và ngay bây giờ sẽ là phần công bố kết quả. Chúng tôi xin mời Thanh Hoài, Ngọc Khánh và Nga Nguyễn trở lại sân khấu. Quý vị và các bạn thân mến, đây là ba thí sinh hiện nay đang nằm trong top nguy hiểm. Và Nga Nguyễn, tổng số điểm của bạn có được hiện nay là 8,8. Ngọc Khánh, số điểm từ việc giảm cân của bạn là 2,9. Cộng với một điểm của tuần trước là 3,9. Thanh Hoài thì chỉ được 2,2 mà thôi. Bây giờ tất cả sẽ phụ thuộc vào sự cho điểm và quyết định của ban giám khảo. Thí sinh có được tổng điểm thấp nhất trong tuần lễ này sẽ chia tay với chương trình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần cho điểm dành cho thí sinh Ngọc Khánh. Mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. 9 điểm. Giám khảo Lý Nhà Kỳ. 9 điểm. Và giám khảo Trần Huy Trần. 9 điểm. Đây là ba con 9 đầu tiên cho đến giờ phút này thưa quý vị. Điểm trung bình từ giám khảo là 9 cộng với 3,9, tổng của bạn là 12,9. Chúc mừng bạn. Đây là rõ ràng là kỹ thuật bù vào cái phần cân nặng. Vì vậy lần này bạn an toàn, mời bạn trở về vị trí. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là câu chuyện của một người thiết kế nội thất và một người sắp sửa làm cô dâu. Như vậy thì ai sẽ là thí sinh phải chia tay với chương trình ở tuần lễ thứ hai này? Chúng tôi xin mời điểm số của thí sinh Thanh Hoài đến từ giám khảo John Huy Trần. 6 điểm. Giám khảo Lý Nhà Kỳ. 7 điểm. Và giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. 6 điểm. Điểm trung bình của bạn đến từ giám khảo là 6,3. Bạn được 8,5 điểm. Bạn là thí sinh phải chia tay với bước ngang ở cân ở tuần thứ hai này. Chúc mừng An Nguyễn. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.